Hello, Lệ Trưng, Cuộc Sống Đài Loan xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người một cách làm khẩu trang bằng giấy nha mọi người. Vì ở bên Đài Loan thì mọi người đều đeo khẩu trang, thì khẩu trang không có còn dùng nhiều nữa. Nên bây giờ thì ở bên ngoài thì vẫn có phát, nhưng mà chỉ với điều kiện là mỗi một người chỉ xếp hàng lãnh một người chỉ có hai cái thôi. Cái số của giấy chứng minh của mình á, nếu mà là chẵn á, thì mình sẽ đi mua vào những ngày chẵn. Còn nếu mà cái số giấy chứng minh mà mình ngày lẻ á, thì mình sẽ đi mua vào những ngày lẻ. Nên bây giờ khẩu trang cũng chưa có đủ để dùng. Ở bên đây á, thì khẩu trang họ vẫn không lên giá, họ chỉ bán theo cái mức giá ngày trước thôi. Nhưng mà mình muốn đi mua thì đi liền thì cũng khó khăn, vì 100 người mà mình lại trễ thì cũng không có liền được. Nên hôm nay mình cũng thấy chị em mình chia sẻ làm khẩu trang bằng giấy á, mình thấy cũng hay hay nên mình muốn chia sẻ cùng mọi người cách làm khẩu trang bằng giấy nha mọi người. Đây, làm bằng mình thì làm bằng cái cuộn giấy này, tại vì giấy này nó cũng dày nhưng mà nó cũng rất đẹp nha mọi người. Có bông hoa là rất là đẹp. Mỗi một cuộn giấy gì thì mình làm rất là nhiều được cái khẩu trang, nhưng mà chỉ sử dụng tạm thời thôi mọi người. Vì chỉ có hai cái thì đối với mình là một người công nhân thì một tuần tới 5 bữa, 5 ngày đi làm, mà hai cái thì mình sử dụng không đủ, nên mà mình muốn mua thêm thì không có mua được nữa. Nên mình muốn làm cái khẩu trang tạm thời này để sử dụng, đợi khi khẩu trang có bán nhiều thì mình cũng vẫn đi mua khẩu trang y tế, vì khẩu trang y tế thì nó an toàn hơn nha mọi người. Còn cái khẩu trang này thì mình chỉ dùng tạm thời thôi. Bây giờ mình cùng mọi người chia sẻ làm khẩu trang bằng giấy này nhé. Giờ mời mọi người cùng xem nhé. Nè mọi người thấy không? Cũng rất là đẹp chứ mọi người. Đây. Cũng rất là đẹp. Chứ không có gì, mình chỉ bóp vô gì thì mặc dù nó không có ấy nhưng mà nó cũng tạm thời có thể sử dụng được nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu chia sẻ với mọi người cách làm khẩu trang bằng giấy nhé. Ở dưới đây là có cái bọc nha mọi người, vì mình muốn giữ vệ sinh nên mình có cái bọc để mình để cái khăn giấy lên để mình làm cho nó an toàn vệ sinh. Đây là một cái miếng khăn giấy nha mọi người. Đây, cần một tờ giấy. Một tờ giấy này là tờ giấy cuộn này nha mọi người. Giấy cuộn chùi tay đó. Bây giờ nhưng mà giấy cuộn chùi tay này thì rất là đẹp, mà nó cũng có cái độ dày là làm khẩu trang cũng rất là êm. Bây giờ mình sẽ gấp hai bên lại nha mọi người. Xếp hai bên lại. Đó, bên đây cũng như thế, mình cũng xếp lại như thế. Và bên đây mình cũng xếp tương tự như thế nha. Bên đây mình cũng xếp lại như vậy luôn. Đó. Ở dưới đây là có cái bọc nha mọi người, vì mình sợ dơ nên mà an toàn nữa nên mình có cái bọc để dưới bọc sạch đó. Và như thế vậy. Và mình sẽ xếp chính giữa là nó thành hình cánh quạt ba ngắn nha mọi người. Đây, một ngắn. Một ngắn. Đây thêm một ngắn nữa. Nó sẽ thành ba ngắn như vậy. Vì không phải chuyên nghiệp nên xếp không đẹp nha mọi người. Ba ngắn như thế này nè. Như vậy tôi đã hoàn thành này nè mọi người. Đây. Sao mà to à? Đây, như vậy là đã hoàn thành cái khẩu trang rồi đó mọi người. Rồi bây giờ nếu mà mình sẽ đi ra ngoài mua dây này nè mọi người, để mình về mình làm. Nhưng mà nếu mà mỗi người đều có khẩu trang mà xài qua rồi đó mọi người, thì mình cũng giữ lại để mình lấy cái phần dây này cũng được đó mọi người.
Nhưng mà nếu mà của mình thì mình xài thôi nha mọi người, chứ còn còn mình không lấy của người khác để dây của người khác nha, tại vì nó cũng không có an toàn ạ. Đây giờ mình lấy cái sợi dây này, mình cắt cái sợi dây này ra. Mình không có chuyên nghiệp nên mình làm không có đẹp lắm, nhưng mà chỉ sử dụng tạm thời thì ok nha mọi người. Đây phần dây mình đã lấy xong, còn khẩu trang này mình đã dùng qua một lần rồi nên mình không xài nữa đó. Giờ mình sẽ dùng cái cây kẹp này, mình sẽ kẹp lại nha mọi người. Đây mình sẽ kẹp cái sợi dây vô cái phần này. Kẹp như thế này đây. Bên đây cũng như vậy nha mọi người. Bên đây mình cũng dùng cái kẹp như vậy. Nó không được đẹp như khẩu trang y tế được không thì đây mình đã kẹp xong, hoàn thành chiếc khẩu trang rồi đó nha mọi người. Nhưng mà nếu mà cái phần này á, mình sẽ ghim lại, mình sẽ nhập lại với nhau, nhập lại với nhau, và mình sẽ kẹp thêm một cái ngay chính giữa nữa nha mọi người. Vì đây gấp một gấp ngay chính giữa để cho nó không có thông hơi ra, không có hơi gió bay vô vào được đó mọi người. Đây mình cũng vậy, đây mình cũng gấp gấp ngay chính giữa, một gấp gấp như đây. Và cái đồ kẹp ba kẹp giờ đã hoàn thành cái khẩu trang rồi nha mọi người. Đó giờ mình sẽ đeo cho mọi người xem nhé. Đây mình đã hoàn thành cái khẩu trang bằng giấy nha mọi người. Tuy rằng nó không có được đẹp quá nhưng mà cũng có thể sử dụng tạm thời trong cái lúc dịch bệnh này nha mọi người. Cũng khá là đẹp phải không mọi người? Nó cũng đảm bảo được cái an toàn nè mọi người. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Giờ phần chia sẻ của mình đến đây đã hết nha mọi người. Nếu mọi người cảm thấy kênh của mình, giờ phần chia sẻ làm khẩu trang bằng giấy đến đây đã kết thúc nha mọi người. Nếu mọi người cảm thấy video chia sẻ này có bổ ích, hãy đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Giờ bye bye, xin chào tạm biệt. Quá tuyệt vời. Đây.